Hello chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với channel review nước hoa của mình. Thì theo như lời hứa của các bạn, mình đã hứa trên Facebook á, thì hôm nay mình sẽ review chai của nhà Tom Ford, đó là Soleil Blanc. Thì các bạn em, đó cái này á, là chai này nồng độ là Eau de Parfum nha các bạn, EDP. Còn chai này là nồng độ Eau de Toilette là EDT. Thì hôm nay mình sẽ review chai Eau de Parfum trước, rồi mai mốt mình sẽ review Eau de Toilette sau. Thì các bạn thấy không, cái vỏ chai này nó màu trắng, nó có nghĩa là solar, có nghĩa là solar tiếng Anh đó, nó nghĩa là mặt trời đó. Còn blanc là tiếng Pháp, có nghĩa là trắng đó. Thì nó dịch ra có nghĩa là white sun. Thì chai nước hoa này á, là do người cho một bà điều chế có tên là Natalie Reza Seto. Thì bà điều chế nhiều chai nước hoa dành cho nữ lắm, nhưng mà mình không có rành thương hiệu nước hoa nữ. Thì trong đó mình chỉ biết có mỗi thương hiệu, đó là Jean Paul Gaultier, là chai Pope U5 với lại Superman U5 đó. Thì bà điều chế hai chai đó. Giá tiền của chai này nó rất là mắc. Thì 50ml giá 230 và 100ml giá 312 đồng, cũng giống như mấy cái chai Tom Ford khác thôi. Giống nước hoa của chai này á, là người ta quy nó vào hương hoa cỏ trái cây, có nghĩa là oriental. Hương hoa cỏ trái cây nghĩa là floral fruity đó. Hương đầu của nó gồm có cam bergamot nè, bạch đậu khấu, rồi hồng tiêu với lại quả hồ trăng là pistachio đó. Hương giữa của nó gồm có hoa lài nè, hoa huệ với lại hoa ngọc lan. Rồi hương cuối của nó gồm có hổ phách nè, đậu tonka, an tức hương là benzoin á, với lại mùi hương dừa, nước cốt dừa hay gì đó. Thì nói chung á, là cái chai này khi mà mình sử dụng á, là từ đầu tới cuối mình ngửi được khoảng chừng 4 hay 5 nốt gì đó. Thì khi mà mới bắt đầu xịt đó các bạn, cái chai Soleil Blanc này á, nó gợi cho mình tới cảm nhớ tới nó làm cho mình liên tưởng tới cái chai của cũng là Tom Ford luôn, đó là chai Neroli Portofino, cái chai màu xanh xanh nước biển á. Thì tại vì nó cùng một công ty mà các bạn, cũng là cũng thuộc nhà Tom Ford luôn, cho nên nhiều khi cái nguyên liệu của họ dùng á, nó tương tự, giống như cái chai nó giống nhau, nó cùng một chung một cái nguyên liệu với nhau, cho nên ngửi thì nó rất là giống. Thì khi mà mình ngửi á, mình tưởng tượng là như nó có cái mùi mùi chanh cam bergamot đặc trưng của nhà Tom Ford đó các bạn. Thì nó rất là fresh, nó rất là tươi đó. Sau đó thì mình ngửi được có khoảng hai nốt chủ đạo, đó là mùi mùi hoa huệ với lại mùi ngọc lan tây, rồi xong có một chút xíu dừa thôi chứ không có nhiều cho lắm. Nhiều người họ ngửi được dừa nhưng mà cái mũi mình nó thính với mùi hoa huệ hơn. Mà trong đây nó có hai nốt chung với nhau là hoa lài với hoa huệ. Thì nếu mà các bạn biết á, là hai cái mùi hoa huệ với hoa lài á, nó rất là ná ná nhau. Nếu mà ngửi ở ngoài đời thật á, thì có thể các bạn phân biệt được, nhưng mà trong nước hoa á, nhiều khi các bạn sẽ rất là dễ nhầm lẫn. Nhiều khi cái chai đó nó có nhiều hoa lài nhưng mà các bạn cứ tưởng nó là có hoa huệ, hoặc là cái chai nó có hoa huệ mà các bạn ngửi các bạn cứ nghĩ nó có hoa lài. Nhưng mà các bạn xài một thời gian, hay là những bạn nào mà ngửi thường xuyên hai cái mùi hương đó, thì các bạn sẽ rất là dễ phân biệt. Nhưng mình thì mình ngửi là mình biết cái nào là hoa huệ, cái nào là hoa lài luôn đó. Thì chỉ có 4 cái thôi, là có nghĩa là mới xịt là nó cam, sau đó thì mình ngửi được hoa ylang-ylang này là ngọc lan tây á, với lại hoa lài hoa huệ. Còn mấy cái nốt kia là với lại mùi dừa nữa, mà dừa nó hơi yếu chút xíu đó. Chủ yếu là cái này nó mùi nó mạnh á, là cái mùi hoa huệ với hoa lài thôi. Nó có thêm một cái chút ngọt nữa, ngọt như mà thì đó, ngọt của hoa lài với lại hay là hoa ngọc lan tây gì đó. Còn cái mấy cái nốt mà hổ phách, đậu tonka với an tước hương benzoin á, thì chắc mình nghĩ cái ngọt ngọt đó là nó từ cái benzoin, cái nhựa benzoin nó làm ra đó. Còn cái đầu tonka với lại hổ phách thì ngửi nó chắc nó tạo cái độ ấm cho cái chai này hay sao, mình không có ngửi ra được. Thì cái chai này á, nó lưu hương cũng khá là lâu. Trên da của mình á, là hồi lúc tối qua mình ngủ á, mình xịt thử một cái á,
thì từ 10 giờ tối cho tới sáng 6 giờ sáng mình dậy là 8 tiếng mà mình ngửi nó vẫn còn trên da mình. Sau đó 2 tiếng sau thì 10 tiếng sau á thì ngửi nó hết rồi, xong cái mình trước khi mình đi làm mình xịt lại, xịt xịt cũng ngay cổ tay luôn, với lại xịt trên áo coi nó lưu hương bao lâu. Thì á trên da đó các bạn, nó lưu hương khoảng từ 8 cho tới 10 tiếng. Theo như cái số điểm đánh giá của mình á, là mình chấm cho nó là mức độ khá, có nghĩa là 4 trên 5 điểm đó. Thì trên da đó, trên da lưu hương 8 tới 10 tiếng là quá là tốt rồi. Còn trên 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 áo á là hơn 12 tiếng, có nghĩa là rất là tốt, lưu hương trên áo rất là tốt, thì mình chấm nó 5 5 trên 5 điểm. Nhưng mà các bạn biết không, nói như vậy nè, khi mà mới bắt đầu xịt lên da của các bạn á thì trong vòng 1 tiếng đầu tiên á, nó tỏa hương khoảng nửa cánh tay, 1 tiếng đầu tiên khoảng nửa cánh tay. Thì bắt đầu từ tiếng thứ hai trở đi á, bắt đầu nó thu lại khoảng chừng còn khoảng 10 cm nè, 10 cm, có nghĩa là các bạn đưa cái mũi khoảng 10 cm á, các bạn ngửi thì nghe được, ngửi được đó. Thì bắt đầu từ tiếng thứ hai trở đi cho tới tiếng thứ sáu á là nó thu lại gần, nó cái này xong nó thành skin sand. Thì bắt đầu từ tiếng thứ sáu trở đi là nó thành skin sand, cho tới tiếng thứ 12 là nó tiếng thứ 10 là nó biến mất hoàn toàn luôn đó. Thì nhưng mà cái chai này á, ngoài cái độ lưu hương của nó ra, nó còn cái độ CS của nó cũng rất là khá. Thì mà khi mà các bạn đi á, thì mình nghĩ nó để lại lưu hương khoảng chừng một sải chân, khoảng chừng nửa mét hay sao, không nửa mét thì đó, chắc khoảng nửa mét á. Thì nếu mà các bạn đi ngang qua, sượt ngang qua những người đứng gần á thì chắc người ta nghe được, người ta ngửi được đó. Rồi độ à, mình nói độ tỏa hương rồi xong. Ok, thì thời điểm khuyên dùng của chai này thì nhiều người nói là xài xài vào mùa xuân với mùa hạ là đúng rồi, tại vì nó cái mùi này các bạn ngửi cái là các bạn nghĩ tới cảm giác các bạn đi đi du lịch ở biển, là nó đó, các bạn thấy không, white sun, có nghĩa là tia nắng, có nghĩa thì nó rất là thích hợp vào mùa hè với mùa xuân. Thì mùi hương này xài cho đi biển rất là hay. Dùng vào dịp gì thì mình không có xài nước hoa nhiều, cho nên thực sự mình không có biết nó dùng vào dịp gì, nhưng mà mình thấy cái mùi hương này nó rất là nữ tính các bạn, nó phải nói là nó rất là sexy. Cái mùi hương này nó rất là gợi cảm đó, thì mình rất là thích ngửi cái mùi hương này trên trên người của một một người phụ nữ. Không phải giống như cái chai Versace Bright Crystal mà mình review ngày hôm qua, cái chai đó mình ngửi nó thấy nó kiêu kiêu dễ thương thôi, nhưng mà không có sexy. Chai này nè, chai này mới thật sự là một quý cô nè, quý cô sành điệu nè, ngửi rất là quyến rũ, rất là hay. Thì đó, nói chung á là bây giờ mình chấm điểm trước đi, rồi xong mình sẽ góp ý các bạn có nên mua chai này không nha. Thì giá tiền của chai này á là mình chấm nó 3 trên 5 điểm, rất là mắc. Còn độ hấp dẫn của chai này mình chấm nó 4 trên 5 điểm, rất là sexy. Đó, rất là quyến rũ, nhưng mà không phải dạng mà nên nó cũng chưa có phải là dạng mà lôi cuốn dữ dội lắm, nó cũng thuộc dạng khá thôi chứ không phải là dạng tốt lắm. Mình hiện tại giờ mình mới vừa bắt đầu mình review những chai nước hoa thôi, cho nên hiện tại giờ mình chưa có nghiên cứu được cái chai nước hoa nào mà sexy dành cho phái nữ, mà coi như là giống như dạng như đối với mình hiện nay đi, là nước hoa nam là Emoise là số 1 của mình đó. Thứ hai á là Fitch More với lại Creed là hai cái đồng hạng nhau. Thứ ba là Tom Ford đó. Thì mình nghiên cứu về nước hoa nam nhiều hơn nước hoa nữ, cho nên hiện tại giờ mình chưa có nghiên cứu được cái chai nào mà 5 trên 5 của nữ. Thì từ từ mình review càng nhiều thì trước sau thì mình cũng phát hiện được cái chai nào sexy để mình góp ý cho các bạn. Đó, thì chai này đối với mình là 4 trên 5 thôi chứ chưa có hoàn hảo cho lắm. Độ lưu hương của chai này thì á, khi mà các bạn cộng, mình cộng điểm của cái độ lưu hương trên da là 4 trên 5 điểm, với cái độ lưu hương trên quần áo 5 trên 5 điểm, thì cộng lại là 9 trên 5 điểm. Thì mình lấy cái 9 đó mình chia đôi ra thì phải được 4 điểm rưỡi đó, thì độ lưu hương nó 4 điểm rưỡi. À, còn độ tỏa hương của nó thì nó tỏa hương gần, nhưng mà thực ra mình tính nó chấm nó 3 trên 5 điểm, nhưng mà các bạn biết không, cái mùi hương này nó dành cho mùa hè, cho nên nó thực sự nó không có tỏa hương khủng. Mình cũng do dự giữa 3 trên 5 với lại 4 trên 5, tại vì á cái mùi hương này nó dành cho mùa hè, đúng không? Nó dành cho mùa hè,
cho nên mình không có hy vọng nó tỏa hương khủng, mà cũng không có đúng, tại vì nó chai này Tom Ford mà không, các bạn thấy em bán tới 230 đô mà nồng độ Eau de Parfum nữa mà tỏa hương yếu, cho nên mình gia dự giữa 3 trên 5 với 4 trên 5, thì thôi tạm thời mình chấm nó 3 điểm rưỡi cho phân giữa đi, cho nó vậy đi, 3 điểm rưỡi, ok, 3 điểm rưỡi, ok. Còn cái độ linh hoạt của nó thì mình nói là mình không có rành nước hoa nữ, cho nên mình cứ chấm 5 trên 5 luôn, xài bất cứ dịp nào cũng được đó. Thì ta cộng lại điểm nó coi, 4 điểm rưỡi với 3 điểm rưỡi là 8 điểm, 8 điểm với này 5 điểm, 13 điểm, 13 điểm với hai cái kia 7 điểm, đó là 20 điểm, 20 điểm chia chia cho 5 là 4, 4 phải 4 trên 5 điểm các bạn. Ok. 4 trên 5 điểm. Đó. Cái này chấm trực tiếp luôn, mọi khi cái kia mà mình chấm trước, còn cái này mình chấm trực tiếp luôn, thì đó thì chai này tổng cộng là 4 trên 5 điểm. Rất là, nói chung là nó rất là hay, nó rất là quyến rũ, nó rất là sexy, rất là nữ tính, nhưng mà nó chỉ có một cái là nó tỏa hương yếu thôi đó. Với lại nhiều người nói là cái mùi này nó giống cái mùi lotion mà các bạn mấy cái kem dưỡng da, mấy cái kem mà chống nắng á, đi các bạn đi biển á, thì nhiều người người ta nói là cái mùi này nó giống như mấy cái mùi kem đó. Thì nếu mà các bạn xài cái chai này đi, các bạn đi ra đường, nhiều người sẽ không nghĩ là các bạn xài nước hoa, nhiều người họ sẽ nghĩ các bạn là xài kem chống nắng đó, cho nên nhiều người ở trên Francica họ góp ý là như vậy đó. Cá nhân của mình thì mình nào giờ mình cũng ít có xài kem chống nắng lắm, cho nên mình không có biết cái mùi kem chống nắng nó ra như thế nào. Nhưng mà đối với mình thì cái chai Solar Blonde này, cái mùi hương nó rất là hay. Đó thì giống như là mình review nước hoa nữ, thì cảm nhận của mình là một người nam, là mình góp ý cho các bạn biết là về cái chai nước hoa nữ nó như thế nào á đó. Thì đối với mình nó là chai này nó rất là hay, rất là ok, nhưng mà có đáng tiền mua hay không á. Ok, thì mình có đặt câu hỏi là gì nè, cái chai này nó có quyến rũ không? Có. Cái chai này nó có sexy không? Có. Chai này nó có nữ tính không? Có. Chai này nó có dễ xài không? Có. Chai này có đáng tiền mua không? Không. Tại sao? Tại vì thứ nhất là cái độ tỏa hương của nó không có được xa cho lắm, nó tỏa hương gần da cho nên thôi, chứ nó không có xa. Rồi cái thứ nữa là giá tiền nó mắc quá đi, đúng không? Nó 50 ml nhưng mà tới 230 rất là mắc đó, cho nên mùi hương thì hay, nhưng mà có nên bỏ tiền ra mua hay không á, thì trừ khi các bạn dư tiền nhiều quá, coi như tiền xài không hết á, thì mua thì ok. Còn nếu mà những bạn nào mà muốn mua một cái chắc cú á, coi như là mua mua một cái là vừa túi tiền mà cái mùi hương hay, sexy, quyến rũ, nữ tính, dễ ngửi, thì chai này không phải là sự lựa chọn tốt nhất đó. Thì theo nhé, cá nhân của mình là như vậy. Còn các bạn thì cứ ngửi thử đi, đi kiếm ngửi thử coi nó làm sao, thì mình chỉ góp ý như vậy thôi đó. Tóm lại là vậy thôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, hẹn gặp các bạn ở clip sau. Thì hiện tại giờ là mình đưa ra ba chai 3 chai cho các bạn lựa chọn, là hình như là chai thứ nhất là ba chai nước hoa của nam, là thứ nhất là Emerge Beach Hut, với lại một chai nữa của là Dolce Gabbana là Light Blue Poem, với chai thứ ba như là gì quên mất tiêu rồi ta, của Maison Francis Cochon Amaris đó. Thì ba chai đó mà mình thấy đã có ba người bình chọn cái chai mà của em Beach Hut rồi đó, thì có thể tiếp sau đó mình sẽ review chai đó, rồi rồi sau thì ngày mai đi, ngày mai thì có thể mình sẽ review cho nó, ngày mai mình đi làm á, xong mình xịt xong rồi mình về mình sẽ review cho các bạn sau cái chai Emoss đó. Thì các bạn cứ cứ bình chọn đi, thì cứ mỗi clip á các bạn coi, thì khúc cuối á lúc nào mình cũng để lại ba chai nước hoa, có khi mình quên thì mình sẽ để ở phía dưới comment, hoặc là mình để trên Facebook của mình cho các bạn lựa chọn, còn nếu mà mình nhớ thì mình sẽ nói luôn trong cái clip đó luôn. Đó thì cảm ơn các bạn đã theo dõi, hẹn gặp các bạn vào clip sau, chào tạm biệt.